Rồi, xin mời nha. Chào tất cả mọi người đến với kênh Máu Tô Huy Trung. Hôm nay bên em vừa về một chiếc Daewoo Gencha nha anh em, đời 2008, đăng ký 2009, chính chủ một chủ từ đầu nha, một chủ từ năm 2009 đến giờ. Xe hiện tại máy là 1.5, phun xăng điện tử, xe màu bạc nha anh em, còn rất là đẹp, chính chủ mà. Chưa hề qua dịch vụ taxi nha, tư nhân một chủ từ đầu, chưa có qua dịch vụ taxi. Nước sơn màu bạc nha anh em, về dọn thuốc tát đánh bóng lại rồi, nên là hiện tại là sơn bên ngoài là không có trầy trụa một chỗ nào hết, không có trầy xước một chỗ nào hết. Chưa có đâm đụng hoặc là ngập trước nha anh em. Em bao cho anh em đâm đụng ngập nước, xe này là rất là zin rồi, nguyên bản hết, chưa có đâm đụng ngập nước. Anh em nhìn những cái gấn của nó rất là còn rất là thẳng, rất là đẹp. Xe thì hiện tại còn rất là ok, anh em nào mua về chỉ có việc sử dụng đi ngay thôi. Và xe thì em mới vừa khám đăng kiểm xong nha anh em, khám đăng kiểm vẫn còn 1 năm, khám đến 2021 lần. Đèn đuốc thì 4 đèn là nguyên bản theo xe hết, biển 74, 4 số một chủ từ đầu nha. Đấy, chỉ có một chủ tư nhân sử dụng thôi, không có qua dịch vụ, không có qua taxi gì hết. Xe rất là đẹp luôn, chưa đâm đụng ngập nước, nội thất còn nỉ zin nha anh em, nội thất còn nỉ zin luôn. Gầm bệ em quay gầm bệ cho anh em đây, chưa có một mọt hay là ngập nước gì hết. Đấy, gầm bệ đây, chưa có một mọt hoặc là ngập nước nha, chưa hề một mọt nha anh em. Đời 2008, đăng ký 2009 đã lên màn hình rồi. Form xe rất là đẹp luôn nha. Giá em bán chỉ có 145 triệu thôi, bao vận chuyển toàn quốc nha. 145 triệu bao vận chuyển toàn quốc. Máy lạnh, điều hòa, âm thanh, loa đài còn rất là đầy đủ hết. Ghế nỉ đã được bọc da rồi nha anh em. Đăng kiểm đây, đăng kiểm còn đến tháng 4 năm 2021 nha. Đấy, tay lái trợ lực, âm thanh, loa đài, rồi máy lạnh, điều hòa đầy đủ hết. 145 triệu thôi, rất là rẻ rồi. Một mức giá nó quá là hợp lý luôn. Anh em nhìn đây, quay xa đèn nó chói, quay gần đây. Đấy, đèn còn mới tươm hết nha anh em. Quay gần chi tiết cho anh em xem, đèn còn mới ken hết nha, đèn nào đèn nấy còn mới hết nha. Đấy, chưa có đâm đụng hoài là ngập nước nha anh em. Đấy, ốp gương nè, ốp tay nắm cửa rất là đầy đủ luôn. Nội thất đây, nội thất là bọc da lại rồi, nhưng mà bên trong đây vẫn còn nỉ nguyên bản theo xe nha. Nỉ nè, nỉ zin nè, đấy, nỉ tấp bi vẫn còn. Màn hình đầy đủ hết. Điều hòa, âm thanh, loa đài đầy đủ hết nha anh em. Nội thất ốp vân gỗ, trần là được bọc 5D rồi nè. Đấy, trần 5D rồi, trần đã được bọc 5D rồi. Xe thì không có một ngày dịch vụ taxi nào hết nha anh em, không một ngày dịch vụ taxi nào hết, nên là anh em yên tâm. Chưa qua dịch vụ taxi, một chủ tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu em mua về. Đấy, anh em nhìn này, Nguyễn Văn Quốc, Nguyễn Quốc 7 nha anh em. Đấy, tư nhân mà. Từ nè, quản trị ngày 12 tháng 9 tháng 1 năm 2009, đăng ký lần đầu cũng ngày 12 tháng 1 năm 2009 nha anh em. Đấy, một chủ từ năm 2009 đến giờ nha. Đấy, tem zin còn nguyên hết nè, ốc màu theo xe còn hết, máy móc nổ rất là êm. Đấy, phun xăng điện tử nha anh em, mới chạy chỉ có 18 vạn thôi, 18 vạn thôi nha anh em, mới chạy có 18 vạn thôi. Máy móc zin hết, một chủ từ đầu nha. Đấy, cốc để ly rồi, để ly nè. Đấy, hơi dơ tí nha anh em. Đấy, số má rất là ngọt ngào nha. Đấy, số má ngọt ngào hết. Máy lạnh, điều hòa rất là sâu nha, máy lạnh, điều hòa đầy đủ hết nha anh em, có máy lạnh, điều hòa đầy đủ hết. Sau đây em sẽ mở nhạc cho anh em xem ha. Đợi em tí em mở nhạc. Âm thanh, loa đài đầy đủ hết nha anh em, âm thanh, loa đài đầy đủ hết nha. Đấy, anh em cắm cái dây vô trong đây xong cắm vào điện thoại là mở nhạc thôi. Màn
hình cảm ứng nha anh em, đấy màn hình DVD cảm ứng đầy đủ hết. Âm thanh loa đài nói chung đầy đủ hết, vô lăng này, vô lăng còn mới cứng hết nè, anh em nhìn vô lăng này, em bật lát cho rõ ràng luôn nha. Đấy, vô lăng còn rất là rõ ràng, chưa có một cái vết gọi là mòn theo thời gian nha. Đấy, gương kính đây, âm thanh loa đài rất là hay nha, âm thanh loa đài đầy đủ hết, gương kính chỉnh điện nè đầy đủ hết nha, không thiếu gương nào hết, chỉnh đầy đủ hết. Nói chung mọi chức năng theo xe hoạt động 99%. Đèn đúc nè, đấy đèn này đầy đủ hết nha. Đấy, coi đầy đủ hết, tay lái trợ lực rất là nhẹ nhàng, cực kỳ là nhẹ nhàng nha. Đấy, nãy niên nguyên bản theo xe nè, tắp bi nè sạch sẽ hết nè, ốc màu nguyên bản theo xe vẫn còn. Đấy, tắp bi màu kem nha anh em. Đấy, ghế đây đầy đủ hết nè, không có hiện tượng đâm đụng hoặc là ngập nước nha. Chị niệm vẫn còn nguyên bản theo xe, zin hết. Cửa nẻo đóng rất là êm nha. Đấy, ốc màu nè, nguyên bản theo xe đời 2009 đến giờ một chủ từ đầu sử dụng, không có qua dịch vụ, không có qua taxi gì hết nha. Đấy anh em nhìn đi, loa chép nè, đấy anh em thấy không, đầy đủ hết nha, âm thanh nghe rất là hay luôn. Không một ngày dịch vụ taxi nha anh em, bởi vì là tư nhân chính chủ một chủ từ đầu. Mở cốp giùm em cái anh ơi. Đấy, đèn đuốc thì sáng trang hết nha anh em, đèn đuốc sáng hết, ốp đèn mới nè, cốp đằng sau lốp sơ cua đội đầy đủ hết. Đấy, cốp sau nè anh em thấy không, cũng đã bọc 5D luôn rồi. Đấy, rất là mới nha. Đấy, rất là sạch sẽ luôn, con đội lốp sơ cua đầy đủ, dưới đây đã dán cách nhiệt rồi, cách âm rồi. Đấy, còn lốp đây đầy đủ hết. Đấy, nắp capo còn rất là nguyên bản nè, xe chưa có hiện tượng đâm đụng hoặc là ngập nước nha anh em. 145 triệu nha anh em, bao vận chuyển toàn quốc. Anh em nào cần thì liên hệ số điện thoại 0905 356 663, 0935 143 562. Daewoo Gencha đời 2008 đăng ký 2009, một chủ sử dụng từ đầu đến cuối nha. Đấy, đấy nội thất này. Nội thất da nè anh em, nội thất nỉ nè, nỉ như thế này nè mà đã được bọc da rồi. Xe nói chung rất là hoàn hảo rồi, anh em mua về có việc đi thôi, không dịch vụ, không taxi một ngày nào hết nha anh em. Đấy, xe về là anh em chỉ có việc đi thôi, không phải làm bất cứ một thứ gì thêm hết nha. Âm thanh loa đài máy lạnh điều hòa đầy đủ hết, không thiếu thứ gì hết nha. Đấy, sạch sẽ hết, chỉ có 145 triệu thôi, bao vận chuyển cho anh em toàn quốc. Anh em nào cần thì liên hệ số điện thoại 0935 146 262, 0905 356 663. Đấy, zin từ đầu đến cuối nha anh em, cửa nẻo đóng rất là êm luôn. Đời 2008 đăng ký 2009, một chủ từ đầu sử dụng nha, chưa qua chủ thứ hai, chưa hề qua chủ thứ hai nào hết. Anh em nào mua thì em rút hồ sơ với trong vòng một nón nhạc thôi. Máy móc thì nổ rất là êm, thì thầm luôn, máy zin. Đấy, nhiều xe nữa nó mòn cái này nè, xe này còn rất là đẹp luôn. Đấy, tem zin theo xe nè, cột kèo thì vẫn còn nguyên, chưa có hiện tượng đâm đụng hoặc là ngập nước nha. Chưa có hiện tượng đâm đụng hoặc là ngập nước nha anh em. Ốc ít rồi anh em, nhìn máy móc zin từ đầu đến cuối luôn. Đấy, chỉ có 145 triệu thôi. Đấy, máy lạnh điều hòa âm thanh loa đài đầy đủ hết. Daewoo Gencha đời 2008 đăng ký 2009 nha anh em. Đã lên tem thể thao rồi, rất là đẹp rồi. Đấy, đèn đuốc thì đầy đủ hết, gương kính chỉnh điện. Anh em nào kết thì nhanh tay liên hệ nhé, có màn hình đồ đầy đủ hết, chỉ có 145 triệu thôi. Anh em nào cần thì liên hệ số điện thoại 0905 356 663, xem xe tại huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam, 0935 146 262. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em nhiều hơn nhé, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Đấy, loa đây, loa JBL đầy đủ hết. Đấy, chủ nhân lên đồ chơi rất là nhiều rồi. Đấy, nội thất đây, cho anh em ngắm lại lần nữa nha. Không dịch vụ, không taxi nha anh em. Ví dụ như mà có dịch vụ taxi thì bên em thu lại xe. Vậy thôi.
chứ một chủ từ đầu tư nhân mà làm sao taxi được. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em nhiều hơn nhé. Máy là anh em nghe tiếng máy nè, đóng nắp cabo là không nghe gì hết nha anh em, máy móc em ru. Đấy, chưa một mọt, chưa có ngập nước gì hết nha. Rồi,